Nhân ơi, nhân hả? Đẹp đúng không? Em đi Nha Trang chưa? Ô, kỹ rồi. Nha Trang làm gì bạn? Đây là... Mình đã khai thác mấy chục năm trước rồi, trong mấy giai đoạn gần đây mấy lần người ta bắt đầu người ta bảo vệ. Cái điểm đợi ở đây mà cũng là điểm mặt ở đây đó chính là san hô nó quá gần. Người ta ra ngoài dễ dậm bể gãy. Mà cái này là mình không có thể kiểm soát được. Anh nói rồi, nó là lạnh ngắm san hô được. Bình thường anh nói em á, không có ra được tới ngoài này đâu. Ở ngoài kia kìa. Mà san hô đó đẹp lắm rồi. Không bao giờ mà chạm được. Ở đây là dạng cực kỳ cạn. Ủa vậy từ từ đã.